Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 128. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thạnh mậu, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi. Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Jerusalem. Nguyện ngươi được thấy con cháu mình. Nguyện sự bình an giáng trên Israel. Chương 5. Kế đó, có một ngày lễ của dân Giu-đa, Đức Chúa Giê-xu lên thành Jerusalem. Số là tại thành Jerusalem gần cửa chiên có một cái ao, tiếng Hebrew gọi là Bê-tết-đa. Xung quanh ao có 5 cái vòm cửa. Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại sụi nằm tại đó rất đông, chờ khi nước động, vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao làm cho nước động. Lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết bất kỳ mắc bệnh gì cũng được lành. Nơi đó, có một người bị bệnh đã được 38 năm. Đức Chúa Giê-xu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày thì phán: "Ngươi có muốn lành chăng?" Người bệnh thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi." Đức Chúa Giê-xu phán rằng: "Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi." Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Và bây giờ là ngày Sa-bát. Các người Giu-đa bèn nói với kẻ được chữa lành rằng: "Nay là ngày Sa-bát, ngươi không phép mang giường mình đi." Người trả lời rằng: "Chính người đã chữa tôi được lành biểu tôi rằng hãy vác giường ngươi và đi." Họ hỏi rằng: "Người đã biểu ngươi hãy vác giường và đi là ai?" Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai, vì Đức Chúa Giê-xu đã lẫn trong đám đông tại chỗ đó. Sau lại, Đức Chúa Giê-xu gặp người đó trong đền thờ bèn phán rằng: "Kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa. E có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng?" Người đó đi nói với các người Giu-đa rằng ấy là Đức Chúa Giê-xu đã chữa lành cho mình. Nhưng đó, dân Giu-đa bắt bớ Đức Chúa Giê-xu vì cớ Ngài làm những sự ấy trong ngày Sa-bát. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: "Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy." Bởi cớ đó, dân Giu-đa càng kiếm cách nữa để giết Ngài. Chẳng những vì Ngài phạm ngày Sa-bát thôi, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là thân phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Vậy Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán cùng họ rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy cha làm. Vì mọi điều cha làm, con cũng làm y như vậy. Cha yêu con và tỏ cho mọi điều cha làm. Cha sẽ tỏ cho con công việc lớn lao hơn những việc này nữa để các ngươi lấy làm lạ lùng. Vả, cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì con cũng ban sự sống cho kẻ con muốn thể ấy. Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho con, đặng ai nấy đều tôn kính con cũng như tôn kính cha vậy. Ai không tôn kính con, ấy là không tôn kính cha, là đấng đã sai con đến. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Quả thật ta nói cùng các ngươi, giờ đến và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã ban cho con có sự sống trong mình vậy.
Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho con vì là con người. Chớ lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi. Ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Ta không thể tự mình làm nổi việc gì. Ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình. Vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của đấng đã sai ta. Nếu ta tự mình làm chứng lấy, thì sự làm chứng ấy không đáng tin. Có người khác làm chứng cho ta, và ta biết rằng chứng người đó làm cho ta là đáng tin. Các ngươi có sai sứ đến cùng dân, thì người đã làm chứng cho lẽ thật. Còn ta, lời chứng mà ta nhận lấy chẳng phải bởi người ta, nhưng ta nói vậy đặng các ngươi được cứu. Dân là đuốc đã thắp và sáng, các ngươi bằng lòng vui tạm nơi ánh sáng của người. Nhưng ta có một chứng lớn hơn chứng của dân, vì các việc cha đã giao cho ta làm trọn, tức là các việc ta làm đó làm chứng cho ta rằng cha đã sai ta. Chính cha là đấng đã sai ta cũng làm chứng về ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, chưa hề thấy mặt Ngài, và đạo Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin đấng mà Ngài đã sai đến. Các ngươi dò xem Kinh Thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Ta chẳng cầu vinh hiển bởi người ta mà đến đâu, nhưng ta biết rằng các ngươi chẳng có sự yêu mến Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Ta đã nhân danh cha ta mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến thì các ngươi sẽ nhận lấy. Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thế nào các ngươi tin được? Chớ ngờ rằng ấy là ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt cha. Người sẽ tố cáo các ngươi là Môi-se, là người mà các ngươi đã trông cậy. Vì nếu các ngươi tin Môi-se cũng sẽ tin ta, bởi ấy là về ta mà người đã chép. Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép, các ngươi há lại tin lời ta sao? Chương 32. Năm thứ 10 về đời vua Sê-đê-kia nước Giu-đa, có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi. Ấy là năm thứ 18 về đời vua Nebuchadnezzar. Bây giờ đạo binh của vua Babylon vây thành Jerusalem, còn tiên tri Giê-rê-mi thì đã bị giam nơi hành lang lính canh trong cung vua Giu-đa. Vì Sê-đê-kia vua Giu-đa đã giam người nói rằng: làm sao ngươi nói tiên tri rằng Đức Giê-hô-va phán như vậy: này, ta sẽ phó thành này vào tay vua Babylon, người sẽ chiếm lấy. Sê-đê-kia vua Giu-đa sẽ chẳng tránh khỏi tay người canh đê, nhưng chắc sẽ bị nộp trong tay vua Babylon, sẽ nói cùng vua ấy miệng đối miệng, mắt nhìn mắt. Vua ấy sẽ bắt Sê-đê-kia về Babylon, người sẽ ở đó cho đến chừng nào ta thăm viếng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy. Các ngươi dầu đánh với người canh đê sẽ chẳng được may mắn. Giê-rê-mi nói: có lời của Đức Giê-hô-va phán cho tôi rằng: này, Hanamê-ên, con trai Sa-lum, chú ngươi, sẽ đến nơi ngươi mà nói rằng: hãy mua ruộng của ta tại Anatot, vì ngươi có phép chuộc để mua lấy. Hanamê-ên, con trai chú tôi, bèn theo lời Đức Giê-hô-va, đến thăm tôi trong hành lang lính canh và nói rằng: ta xin ngươi hãy mua ruộng của ta ở Anatot, trong đất Benjamin, vì ngươi có phép hưởng gia tài và chuộc lấy, khá mua lấy cho mình. Bây giờ tôi nhìn biết rằng ấy là lời của Đức Giê-hô-va. Vậy tôi mua ruộng ở Anatot của Hanamê-ên con trai chú tôi, và tôi cân 17 siếc lơ bạc cho người. Tôi viết khế và niêm phong, mời người làm chứng và cân bạc trong cái cân. Tôi liền lấy tờ khế bán cả khế đã niêm phong theo lề luật và thói tục, và khế để ngỏ nữa. Tôi trao khế mua cho Baruch, con trai Neria, cháu Maaseya, trước mặt Hanamê-ên con trai chú tôi, và trước mặt những kẻ làm chứng có ký tên vào khế nữa, cũng ở trước mặt mọi người Giu-đa đang ngồi trong hành lang lính canh.
đoạn tại trước mặt họ, tôi dặn Baruch rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Hãy lấy những tờ khế này, khế mua niêm phong và khế để ngõ, và để trong một cái bình đất, đặng những tờ khế ấy còn được lâu ngày. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Người ta sẽ còn mua nhà, ruộng và vườn nho trong đất này. Khi tôi đã trao tờ khế mua cho Baruch con trai Neria, thì tôi cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất, chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả. Ngài tỏ sự thương xót ra cho muôn vàng, báo trả sự gian ác ông cha vào mình con cháu nối sau. Ngài là Đức Chúa Trời lớn, là Đấng toàn năng, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Mưu mô Ngài lớn lao và công việc thì có phép tắc. Mắt Ngài mở soi trên mọi đường lối con trai loài người, đặng báo cho mỗi người theo đường lối nó và theo quả của việc làm. Ngài đã làm nên những dấu lạ sự lạ trong đất Ai Cập cho đến ngày nay, trong Israel cũng như trong những người khác. Ngài đã được danh tiếng như mình hiện có. Ngài đã dùng dấu lạ sự lạ, tay mạnh và cánh tay giơ ra cùng sự kinh khiếp lớn mà đem dân Israel mình ra khỏi đất Ai Cập. Ngài ban cho họ đất này là đất đượm sữa và mật mà Ngài đã thề ban cho tổ phụ họ xưa kia. Họ đã vào lấy đất này làm sản nghiệp, nhưng không vâng theo tiếng Ngài, không bước theo luật Ngài, chẳng hề làm một điều gì về mọi sự mà Ngài đã dặn phải làm. Vì vậy, Ngài đã giáng mọi tai vạ này trên họ. Này, những đồn lũy, chúng nó đã bước tới thành để chiếm lấy nó. Vì cớ gươm dao, đói kém, ôn dịch, nên thành bị nộp trong tay người canh đê đang tranh chiến với nó. Điều Ngài phán thì đã xảy đến, và này, Ngài thấy. Hỡi Chúa Giê-hô-va, Ngài đã phán cùng tôi rằng: Hãy dùng giá bạc mua ruộng này và mời những người làm chứng. Mà kìa, thành đã nộp trong tay người canh đê. Có lời Đức Giê-hô-va được phán cho Giê-rê-mi như vậy: Này, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt. Có sự gì khó quá cho ta chăng? Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ phó thành này vào tay người canh đê, vào tay Nebuchadnezzar vua Babylon, người sẽ chiếm lấy. Những người canh đê đang đánh thành này thì sẽ đến, đặt lửa và đốt đi, đốt luôn những nhà mà người ta dâng hương cho ba anh tại trên mái và làm lễ quán cho các thần khác, đặng chọc giận ta. Vả con cái Israel và con cái Juda từ thuở còn trẻ chỉ làm điều dữ trước mặt ta, vì con cái Israel chỉ lấy việc làm của tay mình mà chọc giận ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Thành này đã làm cớ cho ta giận và tức từ ngày đã xây lên cho đến ngày nay. Vậy nên ta muốn cất nó đi khỏi trước mặt ta, vì cớ mọi điều ác mà con cái Israel và con cái Juda đã làm đặng chọc giận ta. Chúng nó, vua, quan trưởng, thầy tế lễ, kẻ tiên tri chúng nó, người Juda và dân cư Jerusalem nữa, chúng nó không xây mặt lại ta, trở xây lưng lại. Dầu ta đã dạy chúng nó, dậy sớm mà răng bảo, nhưng chúng nó không nghe, chẳng nhận sự dạy dỗ. Chúng nó đã để những vật gớm ghiếc trong nhà được xưng bởi danh ta để làm cho ô uế. Chúng nó đã xây các nơi cao của ba anh trong nơi trũng con trai Hinôm, khiến con trai con gái mình qua lửa, dâng cho Moloch là điều ta không truyền dạy. Ta chẳng hề nghĩ đến rằng chúng nó có thể phạm một sự gớm ghiếc dường ấy mà làm cho Juda phạm tội. Nên bây giờ về thành này mà các ngươi nói rằng nó đã phó trong tay vua Babylon bởi gươm dao, đói kém, ôn dịch, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Này, ta sẽ thâu nhóm chúng nó từ mọi nước mà ta đã nhân giận, thạnh nộ, tức mình quá mà đuổi chúng nó đến. Ta sẽ đem chúng nó về trong chỗ này, khiến chúng nó ở yên ổn. Chúng nó sẽ làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó. Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng, một đường lối như nhau, hầu cho kính sợ ta đời đời,
để chúng nó và con cháu nối sau đều được phước. Ta sẽ lập giao ước đời đời với chúng nó rằng, ta sẽ không xây khỏi chúng nó để làm phước cho, và ta sẽ đặt sự kính sợ ta vào lòng, để chúng nó không còn lìa khỏi ta. Ta sẽ lấy làm vui mà làm phước cho, và chắc hết lòng, hết linh hồn trồng chúng nó trong đất này. Đức Giê-hô-va phán, như ta đã giáng mọi tai vạ lớn trên dân này, ta cũng sẽ giáng cho mọi sự lành ta đã hứa. Người ta sẽ mua ruộng trong đất này, mà các ngươi nói rằng ấy là một nơi hoang vu, không có loài người, cũng không có loài thú, đã bị nộp trong tay người canh đê. Người ta sẽ dùng giá bạc mua ruộng tại đó, viết khế bán, niêm phong lại, mời người làm chứng. Trong đất Benjamin và chung quanh Jerusalem, trong các thành Juda và trong các thành miền núi, trong các thành đồng bằng và các thành phương Nam. Vì ta sẽ khiến những phu tù trở về, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 33. Trong khi Giê-rê-mi còn bị giam trong hành lang lính canh, thì có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng người lần thứ hai rằng, Đức Giê-hô-va là đấng làm nên sự này. Đức Giê-hô-va là đấng tạo và lập sự này. Danh Ngài là Giê-hô-va phán như vậy. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. Về nhà cửa của thành này và cung điện của vua Giu-đa mà người ta đã phá đi để ngự lại đồn lũy và gươm dao của giặc, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Khi đi đánh cùng người canh đê, nhà cửa này sẽ đầy dẫy xác chết của những người mà ta đã giết trong cơn giận và thạnh nộ của ta. Ấy là vì cớ dân này hung ác mà ta đã lánh mặt khỏi thành đó. Này, ta sẽ ban sức mạnh cho nó và chữa lành. Ta sẽ chữa lành chúng nó, sẽ tỏ cho chúng nó thấy dư dật sự bình an và lẽ thật. Ta sẽ khiến những phu tù Giu-đa và phu tù Israel trở về, gây dựng lại chúng nó như hồi trước. Ta sẽ làm cho sạch mọi sự gian ác chúng nó đã phạm nghịch cùng ta. Ta sẽ tha mọi sự gian ác chúng nó đã phạm nghịch cùng ta và đã phạm pháp nghịch cùng ta. Thành này sẽ có danh vui vẻ, ngợi khen, vinh hiển cho ta ở trước mặt mọi dân thiên hạ. Họ sẽ nghe mọi sự lành ta làm cho chúng nó thì đều sợ hãi và run rẩy về mọi phước lành cùng mọi sự bình an mà ta sẽ ban cho chúng nó. Đức Giê-hô-va phán như vậy: trong chốn này là nơi các ngươi nói ấy là một nơi hoang vu, không còn có loài người cũng không có loài thú, trong các thành của Giu-đa và các đường phố Giê-ru-sa-lem, tức những nơi đã bị hoang vu, không người, không dân ở, cũng không loài thú, thì người ta sẽ còn nghe tiếng kêu vui và reo mừng, tiếng của rễ mới và dâu mới, tiếng của những kẻ nói rằng, hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vạn quân, vì Đức Giê-hô-va là nhân lành, sự nhân từ của Ngài còn đời đời, và của những kẻ đến dâng của lễ tạ ơn trong nhà Đức Giê-hô-va. Vì ta sẽ khiến những phu tù của đất này trở về, làm cho như trước, Đức Giê-hô-va đã phán. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: trong chỗ này là chỗ bị hoang vu, không có loài người nữa, cũng không có loài thú, và trong mọi thành nó lại sẽ có những gia cư của kẻ chăn chiên khiến bầy mình nằm nghỉ. Trong những thành miền núi và những thành đồng bằng, trong những thành phương Nam, trong đất Benjamin, trong các nơi chung quanh Jerusalem và trong các thành Juda, những bầy sẽ lại qua dưới tay kẻ đếm. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va lại phán: này, những ngày đến, bây giờ ta sẽ làm ứng nghiệm lời tốt lành mà ta đã phán về nhà Israel và nhà Juda. Trong những ngày ấy và kỳ đó, ta sẽ khiến nảy lên một nhánh của sự công bình cho David. Đấng ấy sẽ làm ra sự công bình chính trực trong đất này. Trong những ngày đó, Juda sẽ được cứu, Jerusalem sẽ ở an ổn, danh nó sẽ được xưng rằng Đức Giê-hô-va, sự công bình chúng ta. Và Đức Giê-hô-va phán như vậy: David sẽ chẳng thiếu một người nam để ngồi trên ngai nhà Israel. Các thầy tế lễ, tức là người Lê-vi,
sẽ cũng không thiếu một người trước mặt ta để dâng của lễ thiêu, đốt của lễ chay và dâng của lễ hằng ngày. Có lời Đức Giê-hô-va lại phán cho Giê-rê-mi rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Nếu các ngươi có thể phá giao ước ban ngày của ta và giao ước ban đêm của ta, đến nỗi chẳng có ngày và đêm trong kỳ nó nữa, thì mới có thể phá giao ước của ta với David tôi tớ ta, mà người sẽ không có con cháu trị vì trên ngai mình nữa, và phá giao ước ta với các thầy tế lễ, tức người Lê-vi, kẻ hầu việc ta. Người ta không thể đếm được cơ binh trên trời và lường cát dưới biển. Ta cũng sẽ ban cho David tôi tớ ta và cho người Lê-vi hầu việc ta được dòng dõi đông nhiều như vậy. Có lời của Đức Giê-hô-va lại phán cho Giê-rê-mi như vậy: Ngươi há chẳng xét dân này nói hay sao? Chúng nó nói: Hai họ mà Đức Giê-hô-va đã kén chọn thì Ngài bỏ rồi. Như vậy chúng nó khinh dễ dân ta, coi dân này chẳng thành một nước nữa. Nhưng này là lời Đức Giê-hô-va phán: Nếu giao ước của ta về ngày và đêm chẳng đứng, và nếu ta chẳng định luật phép cho trời và đất, thì cũng vậy, ta sẽ bỏ dòng dõi của Gia-cốp và dòng dõi của David tôi tớ ta, đến nỗi ta sẽ chẳng lấy trong vòng dòng dõi người những kẻ cai trị dòng dõi của Abraham, của Isaac và của Gia-cốp. Vì ta sẽ đem những phu tù trở về và thương xót chúng nó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Quýt, Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.